Tối qua 20 tháng 1 tại Hà Nội, Trung tâm Văn hóa Pháp đã tổ chức đêm nhạc cổ Ai Vô Xứ Huế, Ai Ra Bắc Thành. Chương trình mở màn cho năm mới 2018 là một sự kết hợp đặc biệt giữa hai nền nhạc cổ của hai miền đất xứ Huế và Bắc Thành. Đêm nhạc đã thu hút một lượng đông đảo những người yêu nhạc đến thưởng thức. Lấy tứ từ một câu hát chầu văn cổ, ngụ ý hướng đến sự giao lưu hòa hợp của hai miền nhạc cổ của Việt Nam, ca nhạc Huế và ca nhạc đồng bằng Bắc Bộ. Chương trình đã giới thiệu tới khán giả những giá trị tinh hoa trong âm nhạc cổ truyền Việt Nam như nhã nhạc cung đình Huế, hát ca trù, hát chầu văn. Tham gia đêm nhạc có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng ở cả hai miền như nghệ nhân Thanh Tâm, nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài, nghệ sĩ nhân dân Xuân Hoạch, nghệ nhân Trần Thảo, nghệ sĩ nhân dân Mẫn Thu, nghệ sĩ nhân dân Minh Gái, nghệ sĩ ưu tú Kiều Anh. Sự kết hợp độc đáo này đã khiến nhiều khán giả theo dõi chương trình cảm thấy thích thú. Mình cảm thấy là có một cái không khí của làng quê Việt Nam nó hiện về ấy, nên là mình thấy rất là thích. Và nhất là tiếng sáo, mình cảm thấy như là mình đang quay trở về hồi bé lúc mà mình về quê, rất là thích. Các nghệ nhân nói chung là họ rất là chuyên nghiệp. Thì khi mà họ cất tiếng lên là thì mình cảm thấy kiểu nổi da gà luôn, bởi vì giọng ca họ quá là tuyệt luôn. Hôm nay là được đến tận nơi để nghe rồi dân ca quan họ Bắc Ninh, xong rồi nghe ca Huế, thì thực sự nghe bằng tai á, cái cảm nhận nó rất là thực. Bằng lời ca, tiếng phách, tiếng sên, chương trình đã mang lại cho khán giả những cảm nhận nhiều màu sắc về tiếng nhạc Việt Nam. Đây là một món quà ý nghĩa chào mừng năm mới 2018, mừng Tết Mậu Tuất.